Lãi suất nhiều ngân hàng từ đầu tháng đến nay đã tăng đáng kể từ 0,1% một năm đến 0,6% một năm ở nhiều kỳ hạn. Điều này phần nào thu hút tiền nhàn rỗi của người dân chảy mạnh về hệ thống ngân hàng, góp phần hỗ trợ điều tiết lạm phát. Đơn cử như tại HD Bank, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 11 năm 2022, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm trực tuyến trong chương trình tiết kiệm online lãi cao trúng lớn sẽ có nhiều cơ hội trúng thưởng cao với tổng giá trị giải thưởng gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài các chương trình ưu đãi dành cho gửi tiết kiệm online, ngân hàng này cũng đang có chương trình gửi tiền ngay nhận lãi tốt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy khá hấp dẫn. Theo đó, với kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng, mức trần lãi suất là 4% một năm, 6 tháng là 6,8% một năm, 12 tháng là 6... 6,9% một năm, chính sách áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo thông tư 04 năm 2022 của ngân hàng nhà nước vừa ban hành giúp người gửi tiền có thêm phần lợi. Cụ thể theo quy định mới từ mùng 1 tháng 8, nếu khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi có kỳ hạn thì chỉ phần rút trước hạn này chịu lãi suất không kỳ hạn, thường không quá 0,1% một năm, phần tiền gửi còn lại được ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất đang áp dụng.